Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một cảnh bìa để trang trí cho cái kênh YouTube của các bạn. Đây, thì đây là cái kênh YouTube tôi mới tạo. Và bây giờ tôi sẽ tạo một cái hình ảnh để có thể đăng lên đây. À, tức là ảnh bìa ở trên kênh YouTube đấy. Đây, thì cái kích thước của nó là 2560x1440, đúng không ạ? Thì ở đây tôi sẽ sử dụng phần mềm Photoshop để tôi tạo một cái ảnh bìa với kích thước như này. Thì các bạn khởi động phần mềm Photoshop lên, chúng ta sẽ tạo một cái file mới 2560x1440 đúng không ạ? 2560x1440, ok. Ok, và chúng ta sẽ đây này, nếu như chưa xuất hiện cái thước này đâu ạ, thì các bạn ấn vô view và click vô ruler hoặc là phím Ctrl R. Rồi, chúng ta sẽ click vào cái phần crop tool này. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ chia thành 3 phần đúng không ạ? Bởi vì cái ảnh bìa ở trên YouTube nó chỉ lấy cái phần giữa này thôi các bạn nhé, nó chỉ lấy cái phần giữa này thôi. Đó, thì chúng ta sẽ cần phải thiết kế cái hình ảnh vào chính xác cái phần giữa này, nó thì nó mới xuất hiện. Đó. Ok, rồi don't crop đúng không ạ, chúng ta phải thiết kế vào đúng cái khung này nhé, thì nó mới nhận cái vùng này là cái ảnh bìa của bạn, còn những cái này chỉ là phần lề thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành play một cái hình này, hình này vào đúng không ạ. Rồi, thì các bạn tùy vào ý tưởng của bạn mà các bạn có thể thiết kế ra những cái ảnh bìa khác nhau đúng không ạ. Ở đây thì tôi sẽ thiết kế theo ý của tôi. Tôi sẽ lồng cái hình này vào. Rồi, các bạn có thể ấn Ctrl T. Bạn nào mà chưa biết sử dụng phần mềm Photoshop thì các bạn có thể lên kênh YouTube của tôi là Đào Xuân Nhất. Đúng không ạ? Các bạn có thể search cái video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Photoshop. Thì ở đây tôi đã hướng dẫn rồi. Đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ thao tác rất là nhanh thôi. Thì chúng ta có thể thay cái nền này cho thêm một cái đây, thì các bạn có thể tạo cái nền màu hồng. Tiếp đến chúng ta sẽ play vào một cái nút YouTube, thì các bạn có thể tải về nhé. Rồi, tôi sẽ tải về cho nhanh đi. Logo YouTube. Ok, các bạn ấy vào email thì chúng ta có thể tải cái hình. Các bạn để cho nó không có nền nữa thì các bạn có thể gõ vào PNG đi. Đó, thì nó sẽ có nền trong các bạn. Nó có ô như này là cái nền trong rồi các bạn. Ok, tôi sẽ lấy cái này. Rồi, tải về. New desktop rồi. Bật Photoshop lên, chúng ta play nó vào. Rồi.
Đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này, các bạn, Kizu Tool này, Magic Kizu Tool. Rồi chúng ta click vào đây, xóa cái nền đi. Ctrl T. Rồi chúng ta viết chữ. Đây thì tôi sẽ viết là Đào Thị Như. Rồi tôi sẽ Ctrl T thôi, làm to lên một chút. Ở đây thì chúng ta có thể đổi kiểu chữ cũng được. Ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thiết kế đơn giản thôi nhé. Các bạn có thể thiết kế nó đẹp hơn tùy vào mong muốn của các bạn. Và ở đây thì tôi thiết kế rất là nhanh đó, thì các bạn có thể tham khảo đó. Rồi cái này tôi sẽ điều chỉnh lên một chút. Chúng ta cho nó một giữa này. Thì ở đây các bạn có thể thêm những cái nút là đăng ký kênh hả? Thì tôi sẽ tải một cái nút là subscribe, đăng ký đi. Đây, các bạn có thể lựa chọn cái nút này. Rồi, chúng ta sẽ play nó vào. Rồi, các bạn có thể xóa cái nền đi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ Ctrl T đúng không ạ? Các bạn để đây. Rồi, giờ chúng ta sẽ Ctrl Shift E, Ctrl Shift E các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lưu lại vào desktop đi. Lưu vào desktop. File PLG hoặc là JPG đều được các bạn. Và cái này thì nó có dung lượng hình như là 2 MB hoặc là 6 MB rồi. Kích thước tối đa là 6 MB. Đúng không ạ? Thì ở đây thì các bạn có thể lưu vô PLG cũng được. Bìa YouTube đi. Chúng ta lưu ra cái ổ đĩa mà chúng ta mong muốn. Rồi, ok. Đó, như vậy là đã thiết kế xong rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành upload lên cái kênh YouTube. Rồi, chọn từ máy tính của bạn. Đây, kênh này. Rồi, chúng ta chờ tải lên. Đó, các bạn thấy không ạ? Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn cách cắt ảnh này. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó chỉ lấy đúng cái phần giữa này thôi, thấy không?
đúng ở phần giữa này, mà nếu như các bạn không có căn chỉnh thì nó sẽ không đúng cái khung. Đây, xem trước trên thiết bị thì nó sẽ xuất hiện như này. Rồi chúng ta chọn. Rồi đang lưu đó các bạn. Đó, thì nó sẽ như thế này. Đúng không ạ? Các bạn có thể chỉnh sửa nó ở đây. Chỉnh sửa kênh này. Đây tôi sẽ tiến hành co nó lại một chút. Rồi các bạn ấn Ctrl Shift Z này. Chúng ta sẽ co cái chữ này một chút các bạn. Hình như nó chưa vô giữa lắm. Đúng vậy, nó vô chưa vô giữa này các bạn. Đó, thì các bạn điều chỉnh lại cho nó giữa cái dòng này. Rồi, cho nó đỡ bị lệch. Rồi. Rồi, phải chọn hết. Cái nút đăng ký này thì chúng ta có thể để xuống dưới một tí cho to ra. Rồi Ctrl Shift này và chúng ta sẽ lưu lại. Rồi, thay thế luôn. Rồi chúng ta sẽ tải lên lại nhé. Ở đây thì tôi sẽ tải lại vì tôi thấy chưa đẹp lắm. Rồi chúng ta sẽ tải lại. Ok. Đây, nó hơi bị xuống dưới đây nhưng không sao các bạn. À, ok rồi đó. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái ảnh bìa để trang trí cho kênh YouTube. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay, nó giá trị thì các bạn hãy giúp tôi chia sẻ cái video này cho được nhiều người được biết hơn. Và giúp tôi đăng ký kênh và nhấn nút chuông để có thể theo dõi những cái video mới nhất của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.